Nếu các bạn tới thăm học xá chính của trường đèo Gachon tại thành phố Seongnam, các bạn hẳn không thể bỏ qua một điểm đặc sắc, đó chính là biểu tượng của trường đèo Gachon. Hiểu về biểu tượng của trường đèo Gachon cũng là một cơ hội để các bạn hiểu về tinh thần, về tầm nhìn của trường đèo Gachon trong thời gian tới. Các bạn có thể thấy đây là biểu tượng vòng tròn vô cực của trường đèo Gachon, thể hiện niềm tin của Gachon vào khả năng vô tận của con người. Gachon tin rằng với sức mạnh tri thức, sáng tạo và làm việc chăm chỉ, con người có thể tạo nên những kỳ tích. Đó chính là điều mà Gachon muốn đào tạo lên một thế hệ mới và đặt những mục tiêu đầy tham vọng, đó là trong thời gian tới trở thành một trong 10 trường đại học tốt nhất của Hàn Quốc và tầm nhìn xa hơn là một trong 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới. MEP mong muốn được đón các bạn tại MEP, tại Gachon để chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình này trong mục tiêu tuyệt vời của một trong những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc và tốt nhất trên thế giới nhé.